hiện nay đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng. Với nhiệt độ nhiều thời điểm trên 40 độ, cùng với độ ẩm không khí lớn, khiến cho nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều vụ chập cháy đường dây điện, cột điện đã xảy ra trên địa bàn cả nước thời gian qua, gây hậu quả lớn về tài sản. Khoảng 14 giờ 15 ngày 7 tháng 1 năm 2020, trụ điện trước nhà 350 quốc lộ 1A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra chập điện. Lửa bén vào đường dây cáp viễn thông và bùng lên dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn. Người dân đã tìm cách tiếp cận khống chế, nhưng do vị trí phát cháy cao, lửa lớn nên bất thành. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt tại hiện trường, nhưng phải mất nhiều thời gian mới có thể khống chế được đám cháy. Tối ngày 30 tháng 1 năm 2020, một trụ điện bốc cháy dữ dội trên đường DT-747, đoạn qua phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Lúc này, có hàng trăm chậu hoa bán Tết của người dân đang bày bán xung quanh cột điện, bị tia lửa rơi xuống chúng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều một xe chữa cháy xuống hiện trường để khống chế ngọn lửa. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được dập tắt nhưng đường dây điện bị cháy rụi. Vào tháng 8 năm 2019, tại ngõ 88 trên đường Trung Kính thuộc Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cũng xảy ra một vụ cháy cột điện khiến nhiều người dân hoảng loạn. Lực lượng chức năng đã phải điều tới hiện trường 2 xe cứu hỏa để khống chế đám cháy. Đây chỉ là 3 trong số hàng chục vụ cháy nổ cột điện xảy ra vào thời gian vừa qua. Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng cho người dân chủ động phòng ngừa cháy nổ là yêu cầu cấp thiết vào thời điểm nắng nóng như hiện nay. Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm diễn ra vào những ngày vừa qua đã khiến các vụ cháy do chập điện gia tăng đột biến. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao gây quá tải ở một số cột điện hoặc đường điện của các gia đình quá cũ, gây nên tình trạng cháy automat, bắn ra tia lửa, dẫn đến cháy. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc chập cháy đường dây điện là do chất lượng hệ thống dây dẫn điện không đảm bảo vì cũ nát, xuống cấp. Hệ thống đường dây tải điện tại nhiều khu vực, nhất là những khu vực đông dân cư, các chung cư lâu đời, khu tập thể cũ, chợ khá chồng chéo xuống cấp. Bên cạnh yếu tố lịch sử hoặc do xây dựng, nhìn chung ý thức phòng cháy chữa cháy nói chung và ý thức an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện nói riêng của đa số người dân vẫn còn những hạn chế. Đối với các vụ cháy, sự cố cháy trên các đường dây dẫn điện trên cột, thì hầu hết các nguyên nhân cháy đối đường dây dẫn điện trên cột là một phần cũng do cái chủ quan của các cơ quan quản lý của các đường dây lưới điện, cũng như là cái việc sử dụng dây dẫn điện của các cái hộ gia đình cũng như doanh nghiệp ở khu vực lân cận các cái đường dây dẫn điện đấy. Trong cái thời điểm cao điểm thì có hiện tượng là sử dụng quá tải, ví dụ như thiết bị điện mà thường xuyên mà tăng cái công suất là các cái thiết bị là liên quan đến bảo quản các cái đồ đông lạnh, các cái kho lạnh ở trên địa bàn quận Hoàng Mai. Và một nguyên nhân nữa thì là tại các khu vực mà kho xưởng sản xuất và cơ sở được dựng trên các cái khu đất dự án, đất nông nghiệp thì có hiện tượng là các cái đường điện dây dẫn điện khi mà đấu nối từ cột vào các cái cơ sở sản xuất này là các cái đường điện mang tính tạm bợ và có thể xảy ra nguy cơ cháy nổ bất kỳ lúc nào. Và ngoài ra thì qua kiểm tra bên trong cơ sở thì cái việc sử dụng điện thì các cái thiết bị sử dụng điện thì hầu hết các thiết bị cầu dao tổng cũng như các thiết bị bảo vệ thì cái việc đảm bảo theo quy định hiện hành thì là chưa đảm bảo. Còn khi các cơ quan doanh nghiệp mà sử dụng các cái chất dễ cháy thì vẫn còn cái hiện tượng là để các cái chất vật liệu dễ cháy như các bao bì, các tông, các hàng hóa tức là có nguồn gốc từ nhựa, nguồn gốc từ ni lông sát các thiết bị điện và dây dẫn điện. Và một nguyên nhân nữa là cũng do ý thức chủ quan của các cơ quan doanh nghiệp là cái trang thiết bị hệ thống phòng cháy cháy của các cơ quan doanh nghiệp này vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được theo các cái tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cũng như của các cái cơ quan có thẩm quyền. Đây là hệ thống điện tại tòa nhà chung cư mini trong khu dân cư phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Hàng chục hộ dân sinh sống trong tòa nhà này, nhưng các công tác an toàn phòng cháy chữa cháy không được chú trọng. Các loại dây điện, cáp viễn thông thành cả bó, chạy loang ngoang, lộn xộn như thế này. Đây lại là khu vực tầng để xe máy, do đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn, trong khi đó thì bình cứu hỏa, cái thì đã mất.
cái thì không sử dụng được. Có một số những đơn vị cơ sở cũng như hộ gia đình khi mà trang bị các cái thiết bị phòng cháy cháy thì đã hết hạn sử dụng, và khi xảy ra cháy nổ thì cái phương tiện sử dụng thì không còn tác dụng để chữa cháy. Một nguyên nhân nữa mà chúng tôi cũng nhận thấy là cái khi mà xảy ra các vụ cháy, cái việc chữa cháy nó không được kịp thời. Đó là cái nguyên nhân mà cái về giao thông, nguồn nước để phục vụ chữa cháy, tức là hạ tầng kỹ thuật của các cái khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật của các khu vực sản xuất nó còn chưa đồng bộ, chưa tương xứng với cái việc phát triển đô thị hóa của trên địa bàn quận Hoàng Mai. Dù đã tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, ý thức của một bộ phận người dân vẫn chưa cao, thậm chí còn xuất hiện tư tưởng chủ quan nên nguy cơ cháy nổ vẫn luôn thường trực trong mùa nắng nóng. Một số những người mà người ta cũng có những ý thức chấp hành tốt, tuy nhiên là một số bà con nhân dân thì cũng thấy là cái việc này nó là cái việc mà chưa cần thiết hoặc là nó chưa có nguy cơ, chính vì vậy nên có một đôi lúc là lơ là chủ quan. Thì phường đã yêu cầu bên điện lực Hoàng Mai, tổ điện lực phụ trách địa bàn là có những cái khắc phục luôn nếu như có cái hiện tượng mà cháy nổ, và trực tiếp đến các hộ gia đình, các vị trí mà có khả năng gây cháy nổ đã nhắc nhở bà con nhân dân. Và đối với những vị trí cột điện thì phường đã yêu cầu là phải khắc phục luôn để đảm bảo được cái việc cháy nổ, an toàn cháy nổ. Để tránh xảy ra trên địa bàn như các địa bàn khác có đã xảy ra nhỏ những vị trí cháy chập, thì công ty Mai đã phối hợp với thứ nhất là bên phòng cảnh sát phòng cháy cháy của quận và cùng tuyên truyền đến địa bàn phường và xuống các cụm dân cư tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm để đảm bảo cái thứ nhất là tiết kiệm điện và đảm bảo không để xảy ra cháy nổ, và hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn nhất. Bên cạnh đó, việc nhiều khu vực dân cư tại Hà Nội nằm sâu trong các ngõ nhỏ, phố nhỏ, đường chật hẹp khiến cho xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường khi có cháy nổ xảy ra. Ngay cả với phương tiện nhỏ nhất là xe chữa cháy mini công nghệ bọt khí nén của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội cũng có kích thước lớn hơn hầu hết các ngõ ngách. Đội Cảnh sát Phòng cháy cháy Công an quận Hoàng Mai khi nhận những cái tin mà cháy đường dây dẫn điện cũng như cột điện trong các ngõ nhỏ, phố nhỏ, xe chữa cháy không tiếp cận được, tức là các cái vị trí đường giao thông là có chiều rộng thông thủy là dưới 3,5m và chiều cao thông thủy dưới 4,5m, 4,25m, thì Công an quận Hoàng Mai sẽ ngay lập tức sẽ xuất một xe chữa cháy hoặc có thể hai xe chữa cháy và xe máy chữa cháy và trong cái xe máy chữa cháy này chúng tôi có đầy đủ các cái thiết bị chữa cháy tại chỗ và cũng như là có máy bơm chữa cháy để chúng tôi có thể sử dụng cái nguồn nước của các bể ngầm từ các nhà dân để tổ chức chữa cháy và phối hợp với điện lực để cắt điện và tổ chức chữa cháy an toàn. Và chúng tôi cũng có các cái thiết bị bảo hộ là găng tay cách điện cũng như là các cái thiết bị là bọt cáp để hạn chế cái việc mà khi chúng tôi chữa cháy thì ảnh hưởng đến cái an toàn của cán bộ chiến sĩ. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do sự cố điện trong mùa nắng nóng, thời gian qua, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức sử dụng điện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phát tờ rơi, tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung và an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện nói riêng để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người dân trong đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện tại nơi mình sinh sống. Chúng tôi đã phối hợp với công ty điện lực Hoàng Mai và hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Vĩnh Hưng là các cái cơ quan mà cấp điện trên địa bàn quận Hoàng Mai cũng như là các cơ quan doanh nghiệp và hộ gia đình sử dụng điện có các cái biện pháp tuyên truyền phòng cháy cháy đối với người đứng đầu cơ sở, cán bộ công nhân viên cũng như là các cái thành viên trong gia đình. Trong thời gian vừa qua từ đầu năm đến giờ là trên địa bàn phường là chưa xảy ra cái vụ cháy, đặc biệt là bà con nhân dân đã cơ bản chấp hành. Còn trong cái thời gian tới là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là xây dựng các tin bài, tuyên truyền phổ biến và kiểm tra định kỳ thường xuyên để nhắc nhở bà con nhân dân trên địa bàn phường là có những biện pháp phòng chống cháy nổ đảm bảo được cái yêu cầu, đảm bảo được cái tính mạng và tài sản của nhân dân. Còn với công ty điện lực Hoàng Mai, trong những thời điểm nắng nóng như hiện nay thì đơn vị luôn tăng cường công tác kiểm tra lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục. Đồng thời cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện một cách an toàn trong mùa nắng nóng. Công ty điện lực Hoàng Mai đã chủ động
thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa cháy nổ là dùng các biện pháp thiết bị máy đo chụp camera nhiệt để đo nhiệt độ tại các vị trí điểm hòm công tơ tiếp xúc tại các mối lối trên đường dây để phát nhiệt và có biện pháp xử lý ngay dứt điểm. Và những ngày nắng nóng mà đột biến thì điện lực Hoàng Mai đã tất cả anh em cán bộ nhân viên đều tăng cường thêm công tác kiểm tra lưới điện và chụp camera nhiệt để đảm bảo vận hành. Do vậy trên lưới điện không để xảy ra tất cả những hiện tượng cháy nổ và đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho dân trên địa bàn quận. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng cho rằng người dân cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện tại nơi mình sinh sống và chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, góp phần đảm bảo đến mức cao nhất an toàn phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Mỗi hộ dân thì nên chủ động trang bị các phương tiện phòng cháy cháy xách tay và thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị phương tiện phòng cháy xách tay này. Còn đối với các cơ quan doanh nghiệp thì khi đã trang bị phương tiện phòng cháy cháy từ giai đoạn ban đầu thì phải định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các cái trang thiết bị hệ thống phòng cháy, nhất là những trang thiết bị mà phục vụ cảnh báo sớm, hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy tự động, để định kỳ hoặc là khi nó xảy ra cháy nổ thì người dân cũng như là các cái lực lượng đội phòng cháy cháy cơ sở cũng như là chủ doanh nghiệp có thể sử dụng và vận hành ngay lập tức và hạn chế được những cái cháy nổ xảy ra và hạn chế được cái nguy cơ cháy lan, cháy lớn trên địa bàn khu dân cư cũng như là trên các cái khu cụm công nghiệp của địa bàn quận Hoàng Mai. Thì trong điều kiện nắng nóng thì lên sử dụng các thiết bị điện, nếu các thiết bị điện điều hòa chúng ta lên sử dụng nhiệt độ để 25 độ, không để thấp quá. Và các thiết bị gì mà không cần thiết vào giờ cao điểm chúng ta nên giảm bớt để cho đảm bảo an toàn về sử dụng điện. Thế còn bà con sử dụng điện thì cũng nên thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện nhà mình. Bởi vì khi các hộ gia đình ấy thường mùa hè đến thì tăng thêm thiết bị và các cái dây cấp điện nó không đảm bảo tiêu chuẩn thì bà con cũng nên kiểm tra lại các đường dây điện nó đảm bảo có hiện tượng bất thường, một là xử lý, hai là cũng bên điện lực cũng có những số điện thoại liên hệ trực tiếp điện lực là hướng dẫn và thậm chí anh em điện lực trực những ngày nắng nóng đấy đến các hộ dân và sửa chữa hộ giúp các hộ dân về việc cấp điện. Khi xảy ra cháy nổ, với những trường hợp đám cháy nhỏ, người dân cần sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý, khống chế đám cháy, tránh để đám cháy lan rộng ra khu vực xung quanh. Với những đám cháy lớn, vượt ngoài tầm kiểm soát, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng thông qua số điện thoại 114 để phối hợp xử lý đám cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo người dân không tập trung đông người tại khu vực xảy ra cháy cột điện, đường dây điện. Điều này có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn của bản thân họ, cũng như gây cản trở công tác triển khai đội hình, tiến hành chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Đối với người dân mà khi xảy ra các vụ cháy dây dẫn điện, có thể là trước cửa nhà mình hoặc là ngay sát lân cận khu vực mình sinh sống, thì người dân nên bình tĩnh để có các cái biện pháp ứng phó kịp thời. Thứ nhất là không nên sử dụng các cái thiết bị là có nguồn nước, thiết bị là các cái xô, các chậu để hắt nước vào những vị trí xảy ra các vị trí đám cháy trên dây dẫn điện hoặc cột điện. Lý do là khi mà xảy ra sự cố cháy thì lực lượng quản lý cái nguồn cấp điện đấy là công ty điện lực Hoàng Mai hoặc các đơn vị khác thì người ta chưa kịp thời để cắt các cái nguồn điện này, và nước là những vật liệu mà dẫn điện, thế nên có nguy cơ là không những là không dập tắt được đám cháy và còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân cũng như là các cái người mà tham gia công tác tổ chức chữa cháy. Mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ có nguyên nhân từ việc sử dụng điện không an toàn. Để an toàn cho gia đình mình, mỗi người hãy tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện, chọn dây dẫn đủ tải cho các thiết bị, lắp đặt cầu chì, automat cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình, cho từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện hư hỏng, dây dẫn ải bục. Không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không tùy tiện câu bóc điện, không cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, cầu dao, ổ điện, thiết bị đốt nóng. Phải trông coi khi đang sử dụng bếp điện, ấm điện, bàn là. Và luôn ngắt điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.